Tại điểm này Taki anh ta bị kéo về với giam cầm, anh ta tiếp tục bị tấn công, bị thả diều và lao tập vào rất đẹp bởi Bie. Guri cũng lao vào luôn, Taki đã nằm xuống rồi. Hiro đang tới cố gắng tung vào, Soga tấp biến về, anh ta lùi về được một nhịp, gương mặt u ám tung ra, có vòng xoáy tuyệt vọng được sử dụng. Hiro nằm xuống, Soga đang tới và ngay lập tức Amine phải lùi về. Lại là lao vào tìm kiếm Kumayushi, Kumayushi vẫn Genji lên ngôi vô địch. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với ván thi đấu đầu tiên diễn ra giữa hai đội tuyển Team Secret đối đầu với cả Viking Esports. Và ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng Viking Esports với một đội hình thiên về tấn công ở giai đoạn đầu game hơn, với sự xuất hiện đến từ Lee Sin. Còn bên phía bên kia là gì? Chúng ta có Corki cùng với cả Karthus, những vị tướng rất mạnh về giai đoạn sau. Như vậy thì những cái vòng rừng đầu từ bên phía của Team Secret cần phải thật sự cẩn trọng trước cái khả năng tấn công từ Viking. Và thứ Viking cần làm là gì? Đó chính là cách để cho Guri có thể tìm kiếm vào được của đối phương hoặc tạo ra những cái vòng rừng khiến cho Yusa gặp khó khăn trong việc là ăn cua. Đội hình của Team Secret ở trong những giai đoạn ban đầu đánh ở khu vực sông cực kỳ yếu, cực kỳ khó. Đúng là như vậy, cái khả năng đánh nhau ở khu vực sông sẽ là cái điểm yếu dành cho Team Secret ở thời điểm này, đặc biệt là cái mảng sông dưới, với sự có mặt đến từ cặp đôi đường dưới đó là Rakan kết hợp với cả Zeri. Và đó hơn nữa thì Huey ở thời điểm đầu ván đấu sẽ là vị tướng có xu hướng đẩy nhiều hơn so với cả Corki bên phía bên kia. Bây giờ thì sao nào, hiện tại Taki đối đầu lại một chút so với cả BM một chút xíu, tuy nhiên không có ai gặp quá nhiều vấn đề. Và cái quan trọng là Guri dọn rừng cũng rất là sạch sẽ, cho nên sẽ không có cái cơ sở để cho Yusa khai thác ngược trở lại những cái bãi quái rừng trong khoảng thời gian mà Viking muốn thực hiện ăn đồng ở khu vực nửa dưới. Còn Kati khu vực đường giữa, anh ta rất tự tin, mặc dù là thấy mặt của Yusa luôn, nhưng mà vẫn không lùi về, vẫn có thể tự tin né kỹ năng của đối phương và liên tục tạo ra được cái thế áp đảo ở khu vực giữa. Mặc dù là bây giờ cái lượng máu của hai người chơi đường giữa đang hòa, nhưng xét về năng lượng thì Kati vẫn đang là nhiều hơn so với Ares bên kia. Còn con rồng đầu tiên của ván đấu này thì chắc chắn nó sẽ nằm trong tay của Viking rồi. Và hiện tại lượng tiền tranh nhau đó là gần 1k rồi, nhưng hai mục tiêu lớn đầu tiên thì Viking họ kiểm soát thành công. KT có thể sẽ bị tấn công, bức tường tung ra và làm trận được đối phương, nhưng một cái gương mặt u ám quá đẹp bởi KT và sau đó là nước chảy lênh láng để lùi về. Xử lý mắc binh người con bài way này, sau đó Taki anh ta bị đá văng về, có vòng xoáy thật mạnh được sử dụng. Taki tiếp tục bị thả diều, một pha sóng âm không cần vòi ngược đã đủ sát thương rồi. Thực sự là nét bởi KT. Có thể nói 10 phút đầu tiên của ván đấu Viking đang hơn hẳn hoàn toàn so với lại Team Secret. Còn khu vực trên bắt buộc phải đầu tư tốc biến thôi, bởi vì Kasate cấp độ 6 là một cái điều gì đó rất đáng sợ khi mà muốn ganh vào người của KT. Bây giờ thì sao? Hiện tại Guri đang muốn kiểm soát con sâu ở sông trên, nhưng phải hết sức cẩn thận bởi vì sát thương của đối phương cũng không phải là yếu đâu. Và KT sẽ là người đẩy trước rồi, Taki đang bị thả diều và tiếp tục là một cái lửa tàn phá. Tuy nhiên lần này nó không chính xác, địa ngục nhãn đặt ra ép góc thực sự khó chịu và tiếp tục sẽ là những tình huống kiểm soát ba con sâu dành cho Viking Sport. Liệu bên phía của TS họ có muốn đánh hay không? Có một tình huống tiến ra từ Hiro, tôi nghĩ là sẽ hơi khó dành cho bên phía của Team Secret để có thể kiểm soát ba con sâu này, nhưng họ vẫn quyết định là tranh chấp. Gặp đánh có vẻ là đẹp dành cho TS, tuy nhiên sức mạnh của họ có là đủ hay không? Một pha trừng phạt lấy được một con sâu rồi, Scanner đang tới động đất tung ra, Guri găm thẳng Ares vào tường. Bây giờ Rakan của BL lao vào, lần này thì sao nào? Có Scanner, rất nhiều khống chế bồi vào, Hiro có chơi khô máu, ở đây Guri cũng lao vào tấn công Ares. Và người bị tấn công cuối cùng là Hiro. Hiro nằm xuống rồi, một pha sấm sét kinh hoàng, thực sự là chất lượng. Sau đó là một pha sóng âm chính xác, Yusa bị tấn công, Yusa cố gắng lùi về, anh ta né được xuôi trắng, nhưng anh ta chạy quá chậm. Một hàng nhai kinh hãi là đủ để giúp cho KT có được điểm hạ gục tiếp theo. Đó là pha giao tranh thắng lợi hoàn toàn dành cho bên phía của Viking. Một đội hình có xu hướng tấn công dành cho Viking Sport, và Viking họ hiểu điều đó, tận dụng những lợi thế dù chỉ là nhỏ nhất, và bây giờ họ đã nhân lên những cái lợi thế lên gấp nhiều lần rồi. Sứ giả xuất hiện, có vẻ như là Viking Sport họ muốn nhắm tới sứ giả nhiều hơn, họ muốn có hết tất cả những thứ ở trên bản đồ, không muốn trao đổi mục tiêu với đối phương. Yusa kích hoạt sứ giả và ngay lập tức ta phải lùi ra để con sứ giả này hồi máu, và KT đang muốn đẩy tiếp một quầy lính ở đường trên này và khiến cho Ares bị chôn chân ở trong trụ và tạo ra những khoảng trống để giúp cho Lee Sin của Guri, anh ta đang nhắm tới là con sâu thứ hai trong ván thi đấu này. Tầm này nói thẳng là Yusa cộng với lại Ares không có tiếng nói, hai chất tướng này vẫn còn đang quá yếu so với lại mặt bằng chung của Viking Esports. Hai hỗ trợ gặp nhau nhưng chỉ dừng lại ở việc là kiểm soát mắt cộng với lại tầm nhìn mà thôi.
Nhưng hiện tại thì do là Vilisin trong tay của Guri, anh ta đang ăn rồng, nhưng bây giờ Tanky bị tấn công và Sogan né luôn cái thái dựa san, chỉ bị làm chậm mà thôi. Người đang tới là Kasante của Hero, anh ta bị trói chân bởi việc ngục nhãn và anh ta dính vòng xoáy thật mạnh, dính rất nhiều ra tường mạng dành cho Sogan. Và sau đó thì bây giờ Viking Sport họ đang tràn tới, Yusa bị mê hoặc, Nanawe đang gây dùng khống chế và tiếp theo là KT. Mạng tiếp theo thuộc về KT. KT đang liên tục lập công ao mai, anh ta bị tờ đá và anh ta sẽ lùi về được ở pha thi đấu này. Và pha đá vừa rồi của Lee Sin cho tay Guri chưa thực sự là chuẩn chỉnh 100%, tuy nhiên vẫn sẽ có một cái trụ dành cho Viking Sport. Bây giờ thì không có mục tiêu nào ở trên bản đồ cả, hai bên chỉ cần đơn giản là chia người ra mà thôi. Nhưng mà cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian tương đối quý báu về cho bên phía của team Secret, cần phải chậm lại một nhịp để có thể tiếp tục tích trữ những cái lượng đồ dành cho đội hình của mình. Cái lượng tiền chênh lệch giữa hai bên tầm này là con số 5.000 tiền. Mặc dù là trước đó bên phía của team Secret cũng đã rất là cố gắng để có thể khai thác lại được một cái trụ một khu vực trên rồi lao vào nhau. Bơi vào bởi Guri, thái dựa san lần này không đẹp bởi Tây Kỳ. Tuy nhiên sát thương đến từ TS là hơi hạn chế. Gấp này là gấp mà bên phía của Viking Sport họ cần phải lùi về một nhịp. Và tạm thời thì họ lùi về được ở pha thi đấu này. Những cái trụ đầu tiên ở đường trên và cái trụ thứ hai ở đường giữa đã bị bào đi rồi. Viking Sport họ bây giờ họ đã có được 5 trụ của đối phương rồi, so với một trụ duy nhất của TS mà thôi. Mana Moon rồi, được không? Không. Không kịp lên được Mana Moon để có thể tiến hóa lên Mura Mana. Như vậy thì hoàn toàn không hề có bất kỳ người sức mạnh nào cho bên phía của TS ở trong cuộc vòng 3 này cả. Thực sự là khó, bởi vì ở thời điểm này chắc là bắt lẻ và người Guri sẽ là người dễ bị bắt lẻ nhất mà thôi. Còn lại những thành viên thì họ còn lại của Viking Sport họ có rất nhiều kỹ năng để có thể chạy trốn. Và hơn nữa thì luôn luôn có khả năng bảo kê dành cho Viking Sport ở từ xa nữa. Và bây giờ thì con rồng thứ 3 dành cho Viking Sport, Ares là người đang cố gắng kiểm soát con Baron này. Nhưng Rakan của BE cũng cực kỳ tinh quái, anh ta lùi về và khiến cho Baron nhổ một đòn đánh vào người của Ares mà thôi. Hiện tại ba dòng đã có rồi, 6k tiền, gần 7k tiền là lượng tiền chênh lệch dành cho Viking. Và ở thời điểm này thì Viking họ đang có một cái trục đường giữa bảo xong hai trục của đối phương. Amine đang cố gắng chạy, xung điện ra thế tung ra, sóng âm được né. Và tại thời điểm này Taki anh ta bị kéo về với giam cầm, anh ta tiếp tục bị tấn công, bị thả diều và lao tập vào rất đẹp bởi BE. Guri cũng lao vào luôn, Taki đã đang xuống rồi. Hero đang tới cố gắng tung vào, Sogan tấp biến về, anh ta lùi về được một nhịp, gương mặt u ám tung ra, có vòng xoáy tuyệt vọng được sử dụng. Hero nằm xuống, Sogan đang tới và ngay lập tức Amine phải lùi về. Nhưng Viking Sport họ còn 5 thành viên ở đây. Baron có thể sẽ mở ra dành cho bên phía của Viking. Họ có khả năng chống chịu đến từ Nanoe. Còn Sogan thì đang di chuyển ra khu vực giữa để có thể đẩy một đợt lính. Chưa cuối khúc cầu hồn tung ra, nhưng nó không thực sự đủ áp lực để khiến cho các thành viên của Viking gặp hoảng sợ trong việc ăn Baron này. Thậm chí là Yusa không hề có tốc biến. Một con Karthus đi bộ lấy gì để có thể cứu Baron? Baron chắc chắn sẽ có trên 5 thành viên của Viking. Khi mà không kịp nhìn được tới con rồng thứ tư thì đã mất con Baron. Tôi nghĩ là ở trong cái nhịp trước đó họ không đánh rồng, tại vì họ đang phải tích nước mắt. Và nếu như họ gọi là cố gắng gồng mình chịu lỗ chờ cho tới con rồng thứ tư thì ít chứ là vẫn có một cái cơ sở nhất định. Nhưng Viking đã biết cách đẩy nhanh được tốc độ ván đấu, họ bắt người thành công, tạo ra một pha giao tranh thắng lợi về mày hai gục và có được con Baron. Rồi có dịch chuyển ra vị trí phía sau, Taki anh ta lao vào thái dựa săn, lần này nó trúng với gầu Sogan rồi. Và điện đã để kích hoạt lên, Guri đá một người ra, đó là Ares. KT được giữ vị trí, Sogan bị tấn công, Sogan đã nằm xuống rồi, mạng dành cho Hero. Ở bên đây Karthus cũng đã nằm xuống rồi. Và giam cầm tung ra rất đẹp, Amine bị kéo giữa đôi đối phương. Anh ta sẽ nằm xuống, cho anh ta có lá chắn, nhưng anh ta cuối cùng cũng nằm xuống. Và kéo theo một người của Viking Sport, nhưng là triple kill bởi KT. Và bây giờ Viking Sport họ đang dấn lên, họ đang có 3 thành viên với lượng máu đầy đủ ở trên người. Và sẽ là cái trụ thứ hai ở đường dưới này, sau đó sẽ nhắm tới cái trụ thứ 3. 3 đổi 2 dành cho bên phía của Viking. Và họ tiếp tục tấn công vào các công trình của team Secret. Trong khi đó Ares, động thái của anh ta là tiến ra khu vực đường giữa, đẩy một đợt lính. Nhưng ngay lập tức Nanoe là người được cắt cử. Những cái động thái di chuyển, những cái quyết định được đưa ra từ bên phía của Viking dễ dàng có được trụ hai khu vực đường trên. Và Viking vẫn đang rất là từ tốn mà thôi, khoảng cách chênh lệch về tiền đã là con số 10.000 tiền rồi. Đẩy ở cả hai khu vực đường, Nanoe với chất tướng của Skarner sẵn sàng băng cắt địa hình để có thể tham gia giao tranh cùng với những đồng đội, nên ta là người được cắt cử đẩy ở khu vực đường giữa. Cùng ánh sáng tung ra, đẩy được một chút lính thôi, nhưng những cái áp lực ở đường trên vẫn đang có đó. Hero đang cố gắng tích quỳ, nhưng thực sự bên phía của TS họ đang bế tắc trong việc là tìm một cái phương án nào để có thể gỡ. Và để xem nào, Viking họ cũng không vội vàng để làm gì cả, một loại Baron cũng đã hết rồi. Con rồng tiếp theo là con rồng nước sẽ xuất hiện ngay sau đây thôi. Và ở thời điểm này thì Viking họ đang kéo người đầy đủ ra đây, muốn bắt Skarner hay chăng, muốn chủ động tìm Skarner hay chăng. Giam cầm tung ra chỉ trúng vào ngực Leona của Taki mà thôi, nhưng có dịch chuyển tới, điện là để kích hoạt lên. Hero lao vào Q3 lại không trúng, và Hero đứng giữa đường địa phương, và anh ta sẽ nằm xuống. Lee Sin của Guri tìm một người Amine, nhưng này Taki anh ta bị thả diều, và anh ta nằm xuống rồi. Yusa lên vào trước đó, và hiện tại khúc cầu vang lên,
Sogan đang tới, Ares bắt buộc phải lùi về và Viking Sport họ lấy được 4 mạng thành công. Rất bình tĩnh từ Sogan khi anh ta đã có được water kill nhưng không vội vàng lao lên để có thể đỏ đam với lại Ares khi mà khúc cầu hồn cũng vẫn còn trên người. Nhưng 4 mạng gục với water kill dành cho xạ thủ của Viking đã là quá thành công để giúp cho họ tìm kiếm chiến thắng ở trong ván đấu đầu tiên. Dịch chuyển quay ngược trở lại của Nano, một mình Ares là quá bất lực trong việc phòng ngự. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sức mạnh của Viking Sport tiếp tục được thể hiện ở ván thi đấu đầu tiên. Đối đầu với một đối thủ không phải là yếu ở trên bảng xếp hạng. Và họ đã hủy diệt đối phương với tỷ số tôi nhớ là 14-2. Khéo léo, cái kỹ năng cá nhân trong khả năng đi lane sẽ là cái điều mà chúng ta mong chờ nhất. Rồi, chúng ta sẽ cùng bước tới ván thi đấu thứ hai diễn ra giữa hai đội tuyển Viking Sport đối đầu với cả Team Squid. Tỷ số hiện tại là 1-0 dành cho Viking và bước sang ván thi đấu thứ hai này, Viking họ sẽ xuất phát ở đội xanh, trong khi đó TS họ sẽ xuất phát ở đội đỏ. Nếu như mà đánh đúng thì đường giữa trong khoảng thời gian ban đầu đến từ bên phía của Team Secret sẽ hơi bị gặp một chút khó khăn từ con Corki của KT này. Còn trong khi đó khu vực đường dưới, một cái pha gây sát thương, KT đang xử lý rất là đúng cái kèo đấu này. Anh ta cấu rỉa thành công máu của Ares và khiến cho Ares khó trong việc là có được những chiến số lính quan trọng. Đứng trước cái khu vực súng máy của COE, con Corki này thì bị tụt máu không phanh luôn. Nên là ít những vị tướng mà có thể đối đầu lại với Corki ở thời điểm mà Corki đứng trước mặt và tung COE lắm. Còn ở thời điểm này thì Sogan đang tiếp tục tạo ra những áp lực lên người của Amine. Và hiện tại thì anh ta đã có 20 sau gặp 18 tỷ số lính, nhưng máu thì đang thuộc về Sogan. Yusa farm xong 6 bay, ta muốn chạy ra đường giữa này. KT đang bị một pha quét kiếm và hiện tại thì KT quay trở lại trả sát thương. Ares bắt một Q3 về, Yusa có thể sẽ là người gặp nguy hiểm rồi. Tốc biến về vẫn bị giữ chân lại, quân địch chấn đẩy vào đối phương ra, nhưng anh ta vẫn bị làm choáng và chiến công đầu thuộc về Guri. Yusa bị gọi là, tôi nghĩ là anh ta tình huống này bị kêu gọi ra một cái tình huống gan khá là khó của khu vực dưới. Tiếp tục tốc biến làm choáng, tốc biến về bởi Sogan, anh ta đang bị tích những cái nội tài của Kesa. Anh ta đủ sát thương hay không? Amine đủ sát thương, nhưng bây giờ phải trả giá một mạng ngược lại, đó là Teki. Và hiện tại ở tình huống vừa rồi, gánh là 1-1, không quá lời dành cho TS. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn thành công dành cho họ khi mà người ăn mạng lại là Bia. Trong khi đó thì Amine anh ta cũng thành công trong việc là đẩy được đội lính vào và khiến cho Sogan mất đi tương đối lượng chiến số lính. Chưa kể đó, bản thân anh ta cũng đã mất đi hai phép bổ trợ những tình huống can thiệp tiếp theo từ bên phía của Team Secret xuống khu vực dưới. Và ở thời điểm này thì Guri đã có cấp độ 6 rồi, Yusa mới chỉ cấp độ 5 mà thôi. Và chúng ta thấy là mới 7 phút tỷ số là 2-1, nhưng bằng một cách nào đó thì Viking Esports họ đang dẫn trước so với đối phương là 1k tiền. Cái lượng tiền lớn nhất chắc nằm ở khu vực đi rừng, với một màn hạ gục có được từ Guri và cái lượng chỉ số quái vật rừng của anh ta farm hơn so với lượng người chơi đi rừng của đối phương. Đường dưới tiếp tục có tấn công, tình huống này tình huống khai thác Sogan không có phép bổ trợ và Sogan đang xuống rồi. Amine tiếp tục có một điểm hạ gục nữa, Bie cố gắng lùi về, anh ta bắt buộc phải tốc biến và tiếp tục là một tình huống can thiệp xuống đường dưới thành công để giúp cho xạ thủ của TS có được những khoảng trống nhất định. Đầu game anh ta bị thọt thì bây giờ anh ta đã bật ngược trở lại sau cái kèo đó này, đang cố gắng để có thể hướng đến cặp độ 6 đến từ hỗ trợ của Viking Esports. Còn trong khi đó thì Nano ơi, anh ta chưa hồi lại dịch chuyển là người được cắt cửa xuống khu vực nửa dưới. Nhiều khả năng 3 sau trên thì bên phía của Viking sẽ không đặt quá nặng về mặt cạnh tranh so với lại Team Secret, khi mà Team Secret vẫn còn đang giữ đầy đủ nhân sự nhưng vẫn quyết định tiến ra. Họ có thể tiến ra để có thể câu thời gian dành cho Nano ơi. Ở đường dưới thì Nano ơi đang đẩy nha, anh ta cũng không có dịch chuyển thì phải. Và ở thời điểm này thì một con sâu, bây giờ là hai con sâu rồi. Taki đang che chắn rất hay. Ấy chốc Trạm Tạc Hero cũng đã có mặt ở đây rồi. Cung ánh sáng tung ra, chúng rất nhiều thành viên của Liên Tiên Nhiên được thả ra. Ngay lập tức KD ta lùi về thành công và né luôn chiêu cuối của đội tuyển đối phương. Ở thời điểm này, TS họ đang phải lùi về rồi. Tiếp tục nhảy lên bởi Sogan, nhưng rõ ràng đường lùi về của TS được mở ra và họ đã lùi về thành công khi Nanawe đang đẩy ở đường dưới. Câu giờ quá hay từ các thành viên của Viking và đổi lại là rất nhiều lớp giáp trụ ở khu vực nơi dưới mới mất đi. Đã là lớp giáp trụ, có thể là lớp giáp trụ thứ tư bị bào đi từ bên phía của Viking. Trong khi đó thì Ares có mặt ở khu vực dưới, anh ta cũng đang rất khó để có thể có đường tiếp cận vào người của Nanoe. Có mặt đến dậy sóng nha, bây giờ thì Nanoe sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm. Đoạt mệnh được tung ra, tiếp tục kích hoạt phản công lên bởi Nanoe đang cố gắng gõ. Sát thương là đủ hay không? Đây có quét kiếm để có thể hồi có được một cái lượng lớp khiên. Và sau đó Amine, anh ta có được mạng thứ ba. Trên họ cũng có thể cân nhắc trong việc là làm y chang như cái khu vực hang sâu vừa nãy, là câu thời gian để cho Nanoe đẩy. Guri anh ta quyết định lên thẳng mặt nạ chứ không phải là lên đồ thủ. Bây giờ thì Nanoe anh ta nhảy lên đường trên rồi. Ở đường trên anh ta nhảy thẳng vào Hero. Trong khi đó thì những cái chồi non được ném ra bởi Guri, nó đã đốt máu của người Tây Kỳ khá đầu. Ở thời điểm này thì xạ thủ TS đang xanh, do đó thì Guri anh ta chỉ đứng ra mà khép gấp để giúp cho đồng đội của mình đẩy cao mà thôi, bởi vì Sogan đang quá thọt ở thời điểm này rồi.
không câu được bao nhiêu thời gian cả khi mà ngưỡng sức mạnh đến từ bên phía của team Sweet ở khu vực dưới là có. Nhưng lần này quyền lực thiên nhiên tung ra vẫn giữ chân vào người của Yusa. Yusa bị đẩy về và anh ta sẽ bị hạ gục mạng dành cho KT. Một tình huống ép góc thành công bởi Guri và bắt bài di chuyển của đối phương rất tốt từ các thành viên của Viking. Sau khi mà team Sweet, đây là một cái khoảng thời gian sẽ là yên bình khi mà không hề có bất kỳ một cái mục tiêu nào trên bản đồ. Nhưng hiện tại bên phía của team Secret đang cầm một con sứ giả. Họ sẽ khai thác con sứ giả này ở khu vực nào đây? Nếu như mà là chắc cú á, họ có thể chờ cho tới khi rồng gần ra và thả sứ giả ở khu vực đường giữa, vừa lấy áp lực ở khu vực đường giữa, vừa có thể lấy thế tiến vào bên trong khu vực hang rồng. Còn nếu như mà họ muốn cần tiền ngay lập tức thì có thể tìm kiếm vào những cái trụ ở hai bên cánh để có thể cụ thể hóa thành một cái trụ dành cho bên phía của team Secret. 1-3-1 lối chơi đến từ TS ở thời điểm này. Rõ ràng là mặc dù có tác hợp kiếm nhưng khúc này là khúc mà con Jack sẽ đối đầu với cả con Aatrox khá là khó. Do đó thì để xem TS họ muốn đánh xoay quanh Hero hay là muốn đánh xoay quanh Ares, đánh theo cánh nào cũng được. Và tôi nghĩ rằng nếu như mà có sự cover dành cho hai người chơi đường đơn này thì họ sẽ tự tin hơn trong khả năng đẩy. Tại kỳ tiếp tục kiểm soát sông nhưng coi chừng nha, mà đại chấn tung ra. Ram mở thì không phải là quá mạnh như lần này, có thêm cả quyền lực thiên nhiên nữa. Có được sự che chắn hay không đây? Quyền lực thiên nhiên trúng vào người của Yusa. Yusa là người bị giữ chân lại, bắt một tâm biến về nhưng ta bị đu theo. Vai ta nằm xuống, sau đó là Taki. Hai mạng dành cho Viking Sport khi mà Viking họ tập trung người quá lẹ. Đó là một pha chớp thời cơ và khai thác sai lầm của đối phương. Bởi vì dính cái quyền lực thiên nhiên mà bị CC lâu đến như vậy, không có cửa để mà chạy luôn. Bây giờ thì Viking họ sẽ có được con rồng tiếp theo hay chăng đây, khi mà Guri sẽ là người được cắt cửa ra và đồng thời có sự hỗ trợ bởi cả KT cũng cả Sogan. Ares tận dụng thời điểm này, anh ta sẽ lấy được cái trụ đầu tiên ở trên với sự hỗ trợ của sứ giả Hennis. Như vậy thứ mà team Secret cần ở thời điểm hiện tại là tiền. Họ cần tiền để có thể ngay lập tức cụ thể hóa cái lượng đồ của mình để tiếp tục là tấn công ở khu vực nữa trên. Nhưng mà các cũng dừng lại áp lực mà thôi. Rồi tiếp tục thái dương săn bồi vào rất nhiều CC và đó là đoạt mệnh trúng hai thành viên của Ares. Và BE bây giờ bị tấn công, bản năng sát thủ tung ra bởi Almine. Và lần này TS đáp trả bằng hai điểm hạ gục kết hợp với một trụ Hero ở cánh yếu. Nhưng anh ta lao lên hơi cao và anh ta đã bị tấn công đến từ KT. Đang cố gắng dọn dẹp lính, vẫn còn tấp biến ở trên người. Không biết anh chàng này có muốn giữ tấp biến hay không đây, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Tôi nghĩ là giữ tấp biến là điều hợp lý hơn cả. Và mạng hạ gục sẽ dành cho KT. Mà cũng được nhường rất hợp lý, dịch chuyển ra khu vực đường giữa để có thể đón nhận được lính đến từ vị trí của Ares. Sogan, anh ta sẽ lùi về được. Còn BE bây giờ sẽ cố gắng kiểm soát những cái phần rừng và đặc biệt là cái mảng sông trên. Bây giờ là một cái khoảng thời gian mà kiểm soát nửa trên dành cho bên phía của team Secret. Họ đang nhìn vào một cái cơ hội nhỏ nhỏ, đó chính là thời điểm Viking họ kiểm soát tầm nhìn không tốt ở quanh khu vực trên. Sẽ tiến vào để có thể gọi là ăn lén Baron. Đây muốn mở, họ muốn tấn công Guri bởi Guri không có quá nhiều chống chịu thái dương sa tung ra. Leona của Taki, anh ta luôn ra vị trí với sau ấy. Chấp của Hero đang bắt đầu chặt nhưng sát thương trả lại là quá nhiều. Ram của BE che chắn cực kỳ hay. Ares bơi vào với cái đoạt mạnh này nhưng nào này bút phản công, anh ta cũng làm cho đối phương, anh ta làm cho đối phương rồi. Nhưng lần này thì chấp của Hero bơi vào hơi sâu và anh ta phải trả giá. Ares bị dí, Ares làm xuống rồi. Almine bơi thẳng vào, anh ta cố gắng thanh tẩy, anh ta chưa gây được sát thương. Nhưng lần này thì sao, Almine cố gắng chạy và Yusa hạ gục Guri nhưng Yusa cũng phải trả giá. Cung ánh sáng tung ra, Almine đã cố gắng chạy và Jack trong tay của Nanawe luôn ra vị trí phía sau. Đó là một cái khoảng cách về tiền được đẩy lên một chút dành cho bên phía của Viking và họ áp lực được ở trong con rồng tiếp theo khi mà đã có được ba rồng dành cho mình. Trong khi đó khu vực nửa trên thì đã tới thời điểm giáo thiên ly được lên từ bên phía của Nanawe. Anh ta sẽ có được cái ngưỡng sức mạnh từ con Jack ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó các thành viên của team Swift họ đang gọi là không có một cái sự vượt trội về đồ. Trong những pha giao tranh sắp tới thì sẽ hơi khó. Họ sẽ liên tục bị áp lực, liên tục bị tấn công ở các khu vực đường. Và sau đó thì khi mà rơi vào giao tranh với trạng thái máu sẽ hơi khó để có thể giết điểm vào các thành viên của Viking. Ui, người bị giữ chân lại lần này là Yusa. Yusa là vị trí cách nhà. Ba thành viên còn lại của TS chưa thể là ứng cứu được. Người đến trước là Ares nhưng gấp này là gấp và TS họ phải cẩn thận này. Bây giờ cô ấy sáng tung ra rất đẹp. Yusa thấp bằng Yusa thấp biến về. Ares nằm xuống rồi và Viking họ đang càn lên. Nhưng bây giờ TS không có một cái lượng máu ổn để họ có thể tham gia giao tranh con Baron này. Viking họ đang muốn kích hoạt Baron lên. Liệu TS có đánh nổi hay không đây? Rất nhiều thành viên đang phải biến về. Nên là đến giờ các thành viên của team Secret mở hai video run cảm giác là hơi bị động một tí. Tại vì họ phải mở ở cái thế rất là 50-50. Đầu tiên là đường bị đẩy, tầm nhìn bị kiểm soát và lượng máu từ các thành viên không đủ đầy. Cho nên mở chỉ cần Viking giữ được vị trí mà thôi là họ có thể bật ngược trở lại thành công ngay lập tức. Và linh hồn rồng trong ván thi đấu này là linh hồn rồng gió, một đội hình mà có những cái chiêu cuối mạnh lại kết hợp với nhau cả một cái dòng gió nữa thì khả năng càn lướt là khủng khiếp đấy.
Đây là một linh hồn rồng mà không thực sự mạnh nhưng cũng không phải là yếu dành cho TS, à xin lỗi mọi người, là Viking. Tôi đánh giá nó rơi vào tầm khoảng độ 6 đến 7 điểm, nhưng đó là một cái ngưỡng sức mạnh dành cho Viking Sport mà họ có thể nhắm tới ở trong khoảng tầm 2 phút nữa. Nhưng trong khoảng thời gian này với bùa lệ Baron thì họ sẽ kiểm soát tầm nhìn, lấy những công trình ở phía ngoài và sau đó thì họ mới hướng tới là con rồng này. Taki đang muốn luồn ra vị trí phía sau, liệu anh ta có mở đấy không? Mở thì đây là quá khó với một con Leona đang tương đối đơn độc và đối phương thì lại có Ram quá uy tín nữa. Nhưng mà bắt buộc phải tìm những cái góc như vậy mà thôi, dịch chuyển tới sau đã tới rồi. Phải đánh rồi, phải đánh rồi. Một con mắt kiểm soát phát hiện đối phương, mặt đất sẵn sóng tung ra, quyền lực tự nhiên được thả ra, bạn để chấn được sử dụng. Bây giờ thì Amine bơi thẳng vào và anh ta cố gắng gây sát thương một người của Gokki. Gokki cây tì đã nằm xuống rồi, Guri đang cố gắng chạy, Nanami đã tới. Sâu gạt bắn vào người Amine, Amine cũng đã nằm và tiếp tục rắc nhảy vào gõ Aret. Aret bắt buộc phải tập biến về, nhưng bây giờ Nanami chưa muốn dừng lại. Sâu gạt ở vị trí phía sau, Yusa bấm đồng hồ, Nanami anh ta nhảy về. Và như vậy chỉ có hai thành viên của mỗi team nằm xuống mà thôi. Đó là một giao tranh nỗ lực nhất có thể dành cho bên phía của team Secret. Khi mà họ tìm được một góc vòng tuyến sau dành cho Taki, có một con mạng dịch chuyển đẹp, đẩy lính. Sau khi mà có được mục tiêu thì công việc đơn giản của Viking là đẩy lính ở cái khu vực đường và tìm kiếm vào những cái trụ hai, những cái trụ còn sót lại với cái lợi thế mà họ đang có được. Sau đó thì tiếp tục là dồn thêm lượng tài nguyên dành cho những cái chủ lực của mình. Kati trong pha vừa rồi vì anh ta không thể nào sử dụng được tốc biến, cho nên bắt buộc phải nằm xuống là điều hiển nhiên. Nhưng thời điểm này đã có tốc biến trên người, cái độ an toàn của Kati sẽ được nâng cao lên. Và Shogun thì cũng rất là thuận tay để có thể kiểm soát con bùa đỏ của bên phía Team Secret. Đây, cái trụ hai khu vực ở trên không sớm thì muộn cũng sẽ mất đi mà thôi. Và bên phía của Team Secret tầm này khi mà không có tốc biến của Ares thì dù dịch chuyển anh ta có cũng không dám bơi vào tuyến sau của đối phương đâu. Và hơn nữa thì bây giờ cái lượng tiền trên nhau ở xạ thủ là không còn nữa rồi. Guri đánh hay thực sự anh chứ nhở, kiểu lên đồ của anh ta cũng rất thức sức thú vị nữa. Anh ta có gì, anh ta có mặt nạ để đốt máu đối phương gây sát thương ở thời điểm đầu, sau đó thiếu chống chịu thì anh ta lên giáp máu cùng với cả đời sau đây. Bây giờ có tiếp tục đánh nhau, người bị giữ chân lại Hero. Hero bốc hơi rồi và Viking họ lấy mạng đối phương thành công ở đường trên. Và sau đó thì họ đang đẩy thẳng vào đường giữa này với cả nam thành viên tiếp tục làm cho với Taki. Taki không có chiêu chạy ba đề chấn khá đẹp và tiếp tục Yusa bắt buộc tập biến về. Và sau đó anh ta sử dụng ba đề chấn đẹp, tuy nhiên là bên phía của Viking họ có tốc độ di chuyển cực kỳ lẹ. Sau đó là một cái nhà lính rồi, nam thành viên đang đẩy tới đoạt mạnh tung ra Ares. Anh ta bị giữ chân lại, anh ta bị làm choáng và anh ta bị phát bắn tập bí cuối cùng của Shogun. Bây giờ chỉ còn hai mà thôi, từng người phải nằm xuống, tấp biến lên bởi Shogun, tấp biến về bởi Amine. Nhưng lần này Yusa quá đơn độc, đang cố gắng ném đá tấn công thẳng vào trụ bảo vệ nhà chính của đối phương. Hai cái trụ bảo vệ nhà chính sẽ nằm xuống đây. Amine bị thả diều và anh ta nằm xuống. Tiếp theo sẽ là một chiến thắng dành cho Viking và tỷ số là 2-0. Tiện tay lấy luôn cái quét sạch dành cho bên phía của Viking Esports ở trong pha giao tranh cuối cùng.